Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Đây là bộ Dark Fantasy đỉnh nhất mà tôi đã từng xem. Xoay quanh hành trình đi lấy lại các bộ phận cơ thể của một thiếu niên với kỹ năng kiếm đạo mà Yasuo phải gọi bằng bố. Câu chuyện lấy bối cảnh ở thời kỳ chiến tranh liên miên ở Nhật Bản. Các lãnh chúa đấu đá lẫn nhau để tranh quyền đoạt vị. Đây là Kagemitsu Daigo, lãnh chúa vùng Ishikawa. Vì nơi ông ta đang cai trị đang bị nạn đói và bệnh dịch hoành hành mà làm ảnh hưởng đến mưu đồ của bản thân, nên ông ta đã tìm đến địa ngục đường để tìm kiếm sự support của quỷ dữ. Mặc cho những lời can ngăn của vị trụ trì về việc nếu ký giao ước với quỷ thì vị lãnh chúa sẽ quay lưng với thần Phật, Kagemitsu thì vẫn nhất theo ý định của bản thân. Sau khi xuống tay với sư trụ trì, ông ta hét lớn: "Video này được mang đến cho bạn bởi content Phúc Lộc và tôi còn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập." Ngay khi nghe xong đoạn intro, Kagemitsu đề xuất một hợp đồng hợp tác. Ông ta sẵn sàng dâng hiến bất cứ thứ gì mà mình có để nhận được sự bảo hộ của thập nhị quỷ thần. Đám quỷ lấy thế mà ưng, giáng ngay một tiếng sét tha thu, một dấu chéo lên mặt vị lãnh chúa làm tin. Vào ngày phu nhân của Kagemitsu lâm bồn, ngay khi đứa trẻ vừa chào đời, một tiếng sét giáng thẳng xuống phòng sinh, mọi người bên trong đều toàn mạng, chỉ có đứa trẻ là bị tước đoạt mọi thứ, biến thành một sinh vật dị hợm. Chứng kiến đứa con mới lọt lòng trở thành ngợm, Kagemitsu tỏ vẻ mừng rỡ: "Con trẻ không có đứa này thì sẽ có đứa khác. Cái quan trọng là deal với đám quỷ đã đan, và bây giờ cơ hội có được thiên hạ của hắn đã đến." Ngay sau đó, hắn hạ lệnh cho bà mụ tiêu diệt đứa trẻ mới sinh. Mặc cho những lời cầu khẩn của phu nhân, lúc chuẩn bị rời đi, Kagemitsu phát hiện bức tượng Phật Bà Nhân Tự đã bị phá hủy. Đó chính là điểm báo rằng gia tộc Daigo của hắn đã đi ngược với thần Phật. Một năm sau đó, gia tộc Daigo đã đón chào một đứa trẻ khác tên Tahomaru. Từ khi mới lọt lòng, Tahomaru đã được cha rèn luyện để trở thành một người xuất chúng, sẵn sàng cho việc kế thừa danh vị sau này. Tuy nhiên, cậu không được mẹ dành trọn tình yêu. Trong lòng bà luôn đau đáu nỗi đau về đứa con cả xấu số. Giờ một ngày thời đại hưng thịnh của vùng Ishikawa đang có nguy cơ sụp đổ, cảm nhận được có mối nguy hại, Kagemitsu đến địa ngục đường kiểm tra thì phát hiện đã có bức tượng quỷ bị phá hủy. Và người đầu tiên mà hắn nghi ngờ chính là đứa con xấu số ngày đó. Và cái ngày định mệnh nhiều năm trước, bà mụ đã có ý định dìm chết đứa trẻ. Tuy nhiên thì khi nhìn thấy khát vọng sống của nó, bà đã thay đổi ý định mà đặt đứa trẻ lên một chiếc thuyền gần đó. Phó mặc cho số trời định đoạt, chiếc thuyền cứ thế trôi đi. Số phận đã đưa đứa trẻ nguyền rủa đến với một kẻ bị nguyền rủa khác. Ông ta là Yokai, một lương y chuyên làm chi giả free. Chứng kiến đứa trẻ tội nghiệp mà khát vọng sống thì lại mãnh liệt, ông đã đem nó về nuôi. Thời gian dần qua, đứa trẻ cũng dần trưởng thành với cơ thể 99% toàn đồ handmade. Thêm vào đó là thiếu toàn bộ những cảm xúc thông thường. Tuy nhiên nó vẫn lanh lợi với bản năng sinh tồn đáng sợ và chỉ cảm nhận được xung quanh qua linh hồn của chúng. Yokai đặt tên cho nhóc đó là Hiyakimaru, với hy vọng đứa trẻ dù tàn nhưng mà không phế. Sau lần bị một con quỷ sói tấn công, Yokai nhận ra Hiyakimaru có một sức quyến rũ mà đám quỷ khó có thể chối từ. Để bảo vệ đứa con trai khỏi lũ quái vật rình mò, ông đã dạy cho Hiyakimaru kiếm thuật với những kỹ thuật căn bản đến phức tạp. Trải qua bao mùa xuân hạ thu rồi lại đông, Hiyakimaru trở thành một kiếm sĩ với khả năng chiến đấu đến quỷ dữ còn rén nhiều phần. Thằng con càng ngày càng bá khiến cho Yokai đâm quan ngại. Với cơ thể miễn nhiễm với đau đớn hay sợ hãi, Hiyakimaru hoàn toàn có thể bị lợi dụng để trở thành vũ khí trong cuộc chiến với quỷ thằn lằn. Bằng skill đỉnh cao của mình, Hiyakimaru đã dễ dàng cho nó chân đi lạnh toát. Ngay sau đó, cậu chợt cảm thấy có gì đó lạ lắm. Một chiếc chân giả rơi ra và ngay tại đó mọc lại một chiếc chân thịt. Cảnh tượng kinh hoàng đó đã phần nào khiến Yokai nhận ra lý do khiến cho Hiyakimaru trở thành ngợm như vậy, nên đã thiết kế cho đứa con một cặp song kiếm ở hai tay và khuyên cậu bắt đầu hành trình tìm lại cơ thể đã mất. Trước khi đó thì không quên bảo cậu rằng hãy đến ngay với 360 Boutique, không đầy tủ đồ, mix ra đủ bộ, không cần mua nhiều sản phẩm, mix ra đủ các outfit khác nhau, dùng đủ các dịp khác nhau, để mua ngay cho mình một chiếc áo sơ mi, cụ thể là một con sơ mi đũi xước cổ Đức. Anh em quen với sơ mi đũi xước cổ tàu rồi đúng không? Nhưng con này là cổ Đức với hai màu trắng đen cơ bản. Chính điều đặc biệt này khiến nó mix được vào rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, như là mặc với quần kaki để đi làm, với quần jean để đi chơi, với quần âu để đi các dịp quan trọng lịch sự, với quần sock để đi biển được luôn. Khoác ngoài phối layer cũng chất, phanh cúc cổ cho thành dân tổ, cài cúc ngực nhìn cho lực. Chất liệu đũi cực kỳ mát và phải nói là siêu hợp lý cho anh em diện vào mùa hè. Khứa nào mà viêm cánh thì phải nói là chân ái luôn. Theo dự đoán của Ad thì sẽ siêu hot trên Shopee trong thời gian tới. Ngoài ra 360 còn tặng riêng cho anh em The Reviewer 200 voucher giảm giá 20k cho riêng sản phẩm áo này. Sở hữu ngay sản phẩm đón đầu xu hướng với giá chỉ 179k. Không thể nào hợp lý và hợp ví hơn. Voucher không có nhiều, anh em tranh thủ áp mã ngay khi thấy video này nhá. Đã có sẵn link ở bên dưới phần mô tả và comment cho anh em, đừng bỏ lỡ. Sau buổi chia tay ngậm ngùi, Hiyakimaru bắt đầu lên đường diệt quỷ, giành lại những gì chúng chiếm đoạt. Trong khi đó, Yokai cũng bắt đầu đi đền bù tội lỗi của mình. Ngày xưa ông từng là đồ tể dưới trướng gia tộc Shiba. Khi tay đã dính máu quá nhiều, Yokai đã quyết định tự kết liễu đời mình. Nhưng thân ông chưa trả hết nghiệp nên chưa thể ngỏm được. Yokai được cứu sống và học được nghề làm chi giả. Từ đó ông đi làm từ thiện giúp ích cho những người dân khốn khổ. Khi đã từ biệt đứa con trai, Yokai bắt đầu hành trình đi chu du khắp nơi để giúp những xác ngoài được toàn thây. Tất cả là để chuộc tội, giúp cho kẻ đồ tể ngày nào cảm thấy yên lòng hơn. Ở cái thời đại này, giặc cướp nổi lên khắp nơi, chúng sát hại dân chúng và cướp tài sản, chẳng khác nào ác ma trong hình hài con người.
Nhưng trong hàng hà sa số những kẻ tàn độc đó, tồn tại một băng cướp của Hibukuno, nơi tụ tập của nông phu nghèo, chuyên cướp của đám samurai. Thủ lĩnh Hibukuno có một đứa con tên là Dororo cùng phu nhân. Biến cố xảy ra trong một lần hành sự, băng cướp bị quân triều đình tiêu diệt. Hibukuno thì bị thương nặng trong một nỗ lực cứu vợ con. Vụ tập kích này đã được lên kế hoạch từ trước bởi một kẻ trong băng đã phản bội báo tin cho samurai, nhằm kiếm cho mình một chút chức tước. Nể có chút tình huynh đệ, hắn đã thả cho gia đình Hibukuno đi. Tuy nhiên chẳng được bao lâu sau đó, do bị phát hiện thân thế tướng cướp, Hibukuno đã bị quan binh bao vây. Tuy là múa đao thoăn thoắt nhưng do sức yếu lại què, Hibukuno đã đồng quy vô tận với chúng để bảo vệ cho gia đình của mình. Những ngày sau đó, Dororo cùng mẹ tha hương cầu thực khắp nơi, và rồi cái gì đến cũng phải đến. Mẹ Dororo mang trọng bệnh mà qua đời, để lại đứa trẻ bơ vơ trên dòng đời khốn khổ. Nhưng số trời cũng thương, giờ đây Dororo đã là một tiểu thương bán hàng second hand cao cấp, gì cái gì cũng có. Mỗi tội đó là đồ ăn trộm được từ đám du thủ du thực. Trong một lần bị tẩn bên sông, Dororo đã gặp được Hiyakimaru, lúc này đang vào tư thế chiến đấu. Mục tiêu của anh là một đám bùn đất đang tiến lại gần. Thực chất nó là quỷ thần bùn, chỉ trong chớp mắt nó đã sơi tái đám côn đồ và mém xin luôn mạng Dororo nếu như Hiyakimaru không ra tay kịp. Dĩ nhiên là với cơ thể nhão nhét đó, cố sức chém cũng chả ăn được, nên Hiyakimaru mới chơi bài dụ để cho con quỷ leo lên cây cầu rồi chặt đứt những trụ cầu, khiến cho nó rơi xuống và từ đó về với miền cực nhọc. Sau khi hạ được con quỷ, cơ thể Hiyakimaru bắt đầu phản ứng, chiếc mặt nạ rơi ra, lớp da của anh bắt đầu trở lại. Thấy ông anh này độc lạ phết, Dororo nảy sinh tò mò mà đi theo. Khứa này mồm miệng cứ leo lẻo, người bình thường có khi điếc lỗ nhĩ mà từ bỏ. Tuy nhiên Hiyakimaru lại khác, không chỉ bị điếc mà còn vì anh nhìn ra linh hồn trong trắng của đứa trẻ, nên đã đồng ý để nó đi cùng, tiện làm chức nhặt tay cho mình luôn. Hôm sau Dororo đưa Hiyakimaru đến một ngôi làng nọ, nghe đồn là đang bị quỷ ám, nhưng bề ngoài của nó chẳng có dấu hiệu nào như thế cả. Tầm này thì cái đấy không quan trọng, miễn có quỷ để diệt là ấm rồi. Sau khi chốt deal với dân làng, hai anh em được cơ cấu cho một chỗ nghỉ ngơi trong chuồng ngựa. Giữa đêm từ bên ngoài xuất hiện tiếng chuông lạ, kèm theo đó là một con quái vật xuất hiện. Dororo thấy thế mà hãi, vội giục Hiyakimaru ra tay, nhưng anh chàng lại chẳng có động tĩnh gì cả. Con quái vật sau một hồi nhìn chằm chằm vào họ thì cũng rời đi lặng lẽ. Ngày hôm sau, một dân làng đến đánh thức hai anh em dậy rồi đưa họ đến gặp ngài Bandai, người đứng đầu của ngôi làng. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hiyakimaru rút kiếm tiến về phía trưởng làng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị dân làng cản lại, tóm cổ cả hai quẳng vào chuồng ngựa. Trong lúc Dororo bắt đầu càm giam về hành động của Hiyakimaru, thì ở bên trong xuất hiện một lão sư mù tên là Biwamaru, cũng cùng chung mục đích và cái kết với họ. Ông ta cũng sở hữu haki quan sát như Hiyakimaru, nhờ đó mà ông có thể thấy được những thứ mà mắt thường không nhận biết được, và năng lực đó đã mách bảo ông rằng có thứ gì đó sắp xuất hiện. Ngay khi ánh nến vừa tắt, Hiyakimaru đã cảm nhận được sự xuất hiện của quỷ, liền rút hàng lao đến miệng giếng chảm nó một đường rồi dí theo. Lão sư mù cùng Dororo cũng bám sát, điểm ra của cái giếng lại chính là ở trong khuôn viên nhà trưởng thôn. Qua cảm nhận của lão sư mù, ngài Bandai kia mang linh hồn màu đỏ, tức là hiện thân của quỷ. Hết đường che giấu, mụ ta lập tức hiện nguyên hình. Mụ vốn là quỷ thần nên sức mạnh thuộc loại ghê gớm, người thường không thể nào đối phó. Nhưng nào ngờ gặp phải thằng Liêu, đâm chọt các kiểu méo xì nhê. Nhờ đó mà Hiyakimaru có thể tiếp cận xin nhẹ cặp mắt. Giữa lúc Hiyakimaru đang ở cửa trên, thì dân làng xuất hiện cầm chân cậu để tạo cơ hội cho con quỷ chạy thoát. Nhưng đời nào Hiyakimaru để con quỷ thoát dễ dàng như vậy. Cậu dí nó vào tận trong rừng trúc, con quỷ cũng rén, nó spam liên hoàn những thanh trúc khiến Hiyakimaru bị ghim xuống đất. Giữa lúc đó tiếng chuông lại vang lên khiến con quỷ sao nhãng, tạo điều kiện cho Hiyakimaru thoát ra, tung đòn kết liễu hạ gục con quỷ. Chân tướng ngôi làng này đã được làm rõ. Sở dĩ dân làng ra tay bảo vệ con quỷ là bởi vì nơi đây vốn rất nghèo đói, nhưng từ khi con quỷ xuất hiện, họ đã có được nguồn thu từ tiền của những người qua đường mà bị con quỷ ăn thịt. Mơ mắt trước cơ hội không làm mà đòi có ăn, nên những con người này đã đồng ý tôn sùng quỷ dữ. Con quái vật cầm chuông kia chính là vong linh của người khách đầu tiên. Nó xuất hiện là để cảnh báo những người ở đây biết mà chạy thoát thân trước. Sau khi rời khỏi ngôi làng, Hiyakimaru đã viết tên mình lên cát để Dororo biết. Mỗi tội cô nhóc này mù chữ, chỉ đành nhờ lão sư đọc hộ. Lúc này Biwamaru đã nhận ra Hiyakimaru, thì ra là sinh vật trên thuyền mà ông đã từng cảm nhận trên con sông năm nào. Tại địa ngọc đường, một bức tượng quỷ nữa đã bị phá hủy, kéo theo việc Hiyakimaru được trả lại một thứ gì đó, và lần này là hệ thống thần kinh cảm giác. Hiyakimaru mê cái thứ đó lắm, thậm chí khứa này còn dẫm vào lửa để trải nghiệm cảm giác đau đớn nó như thế nào, rồi cả dầm mưa để thử cái cảm giác lạnh giá khi nước thấm vào da thịt. Hành động kỳ lạ của khứa đã rơi vào sự chú ý của một cô gái đang đi lễ. Đang định gọi cậu vào thì Dororo đã lên lời cắt ngang, bảo cô không cần phải để ý đến Hiyakimaru, bởi có gào rát họng thì anh ta cũng chẳng thấu được từ nào đâu. Cô gái này vốn là một tiểu thư, nhưng kể từ ngày anh trai đi tòng quân thì gia sản tiêu biến, dẫn đến việc cô phải đi bán rong. Điều cô mong mỏi nhất lúc này là anh trai sớm ngày trở về. Giữa lúc đó có một người xuất hiện, anh ta bị xẻ một đường sâu ngay sau lưng. Cảm nhận được máu của quỷ, Hiyakimaru lập tức tốc biến di chuyển về phía đó. Dororo cũng bám theo, và khi đến nơi, trước mắt họ là la liệt những xác người bị chém. Từ phía sau một kẻ lao đến tấn công Hiyakimaru. Hắn ta chính là tác giả của những thi thể này, đúng hơn là thanh kiếm trên tay hắn. Nó là một quỷ thần nguyên kiếm, một cây bảo kiếm luôn thèm khát sơ tinh dâu.
càng được uống nhiều thì nó càng sắc bén. Sau vài lời chào hỏi, gã kiếm sĩ lao đến tấn công đợt hai Hiyakimaru. Cả kiếm pháp lẫn tốc độ của hắn đều ở mức cao, khiến cho Main phải lâm vào thế phòng ngự, thậm chí là còn bị đẩy đến đường cùng. Khi kẻ địch tính ra đòn kết, Hiyakimaru đã lấy chân giả ra đỡ nhằm tách kiếm khỏi người, sau đó lấy đà tấn công tay kiếm sĩ khiến hắn rơi xuống núi. Trong lúc đi tìm một anh em, cô gái bán rong đã phát hiện ra tay kiếm sĩ, bất ngờ là hắn lại chính là anh trai cô. Sau khi tỉnh dậy thì tay kiếm sĩ vẫn không nguôi về thanh kiếm, mặc cho em gái hết lời cầu xin hắn hãy về quê cùng nhau. Tuy nghèo khó nhưng ít nhất hai người còn có nhau mà nương tựa. Tuy nhiên tay kiếm sĩ vẫn một mực chối từ, hắn kiên quyết phải rời đi để lấy lại thanh kiếm của mình. Sau khi tìm được thanh quỷ kiếm, Dororo bị nó thao túng dẫn vào trong làng. Tuy đã có kháng cự nhưng Dororo vẫn chẳng thể kiểm soát được cơ thể, để rồi khi bị thao túng suýt ra tay với hai người dân. Mục tiêu của thanh quỷ kiếm là tìm về với tay kiếm sĩ. Cơ duyên của chúng bắt nguồn khi tay kiếm sĩ còn là đao phủ cho một vị tướng quân. Vì đã xây lên một tòa lâu đài tráng lệ nên các dân phu được ban cho án tử. Tay kiếm sĩ được giao nhiệm vụ xử trảm, nhưng hắn đã cự lại mà xin tha cho những người đó. Tuy nhiên tên tướng quân không cho, bắt hắn phải dùng thanh kiếm mà lão ban để xuống tay, và đó chính là cây quỷ kiếm. Kể từ lần đầu vung lên, tay kiếm sĩ đã không thể kiểm soát được sự khát máu của nó nữa, hết người này đến người khác đã bị xử tử. Kể cả tên tướng quân lẫn thuộc hạ vẫn chưa đủ để cho cây nguyên kiếm thỏa được cơn thèm, và kể từ đó kiếm và người rong ruổi cùng nhau khắp nơi để đánh tiết canh. Trở lại với thực tại, Hiyakimaru đang spam chạm về phía tiểu đệ của mình. Tuy không biết chút gì về kiếm thuật nhưng nhờ bị thao túng nên Dororo vẫn né được những đường kiếm của đại huynh, nhưng Hiyakimaru đâu có chủ đích lấy mạng Dororo đâu. Anh chỉ muốn loại bỏ thanh nguyên kiếm mà thôi. Ngay sau đó, Dororo đã control được cơ thể, nhưng sức lực thì đã kiệt nên đã lịm đi. Tên kiếm sĩ lúc này cũng mò tới. Hiyakimaru sau khi để Dororo ra khỏi vòng chiến đấu, lập tức bắt đầu cuộc chiến lượt về với tay kiếm sĩ. Hắn liên tục bổ xuống những đường chém nặng tính sát ý về phía Hiyakimaru, nhưng Main cũng chẳng phải dạng vừa, khiến cho trận chiến rơi vào thế 1-9-1. Giữa lúc đó cô gái bán rong đến, cầu xin anh trai Hiyakimaru hạ thủ lưu tình. Để đáp lại lời cầu xin đó, Hiyakimaru đã tung ra một đường chém cực ngọt, tiễn cả tay kiếm sĩ và quỷ kiếm ra đi một lượt. Lúc khóc thương anh trai, cô bán rong đã nhận ra tay kiếm sĩ đã nở một nụ cười. Đây có lẽ là điều anh ta muốn để được giải thoát bản thân khỏi những khổ ải của nhân gian này. Sau khi tiêu diệt được nguyên kiếm, Hiyakimaru chợt cảm thấy đau đầu lạ, đôi tai đã quay trở lại với anh. Ngày càng nhiều bức tượng bị phá hủy khiến lãnh chúa Kagemitsu đâm floor. Lão đã hạ lệnh truy tìm bà mụ năm đó lẫn đứa trẻ, nhưng tất cả những tin tức về họ đều bặt vô âm tín. Và cái ngày đó, sau khi thả trôi đứa trẻ, bà mụ đã bị quái vật sơi tái, còn đứa trẻ đang bị khủng hoảng hiện sinh bởi vô vàn những âm thanh liên tục xâm nhập vào tâm trí. Trước tình hình đó, Dororo đã dùng khăn che tai Hiyakimaru lại, nhưng như thế vẫn là chưa đủ khi đối đầu với quỷ điểu. Những âm thanh xung quanh đã khiến cậu phân tâm, dẫn đến bản thân không thể tập trung vào chiến đấu. Hậu quả là cậu bị con quái vật đả thương. Cũng may là lão sư Biwamaru đã đến kịp thời, tiêu diệt con quỷ, cứu hai anh em. Tuy lần này đã thoát được nguy hiểm, nhưng nếu Hiyakimaru cứ thế này thì rất khó để cậu tiếp tục hành trình diệt quỷ được. Hiyakimaru tầm này cứ như con thú bị thương thu mình trong hang, nhưng một giọng hát đã làm con thú ấy tỉnh giấc. Nguồn phát của thứ âm thanh tinh khôi ấy là cô gái tên Mio, lần đầu được tiếp nhận một thứ đẹp đẽ đến thế, khiến bộ xử lý của Hiyakimaru bị quá tải mà lịm đi ngay trong vòng tay của Mio. Lúc ấy Biwamaru và Dororo cũng đến đó, thấy tình hình Hiyakimaru căng thẳng, lại có thêm một đứa trẻ và một ông già mù, Mio đã đưa họ về cái miếu hoang mà cô đang tá túc để tiện chăm sóc. Ở cùng với cô còn có những đứa trẻ kém may mắn khác, chúng ít nhiều cũng bị thiệt hại do chiến tranh gây ra. Hàng đêm Mio phải đến mua vui cho lũ lính để có thêm thu nhập nuôi sống lũ trẻ. Ước mơ lớn nhất của cô là được sống tại một nơi có cánh đồng lúa chín vàng trải dài bát ngát, nhưng ở cái thời đại này điều ấy chỉ là ảo mộng. Trong lúc này, quân của tộc Sakai và Daigo đang hầm hè chờ phát binh. Phía lãnh chúa Kagemitsu thì gặp bất lợi hơn, do tình hình khô hạn kéo dài dẫn đến thiếu lương thực. Nếu để tình trạng này lâu hơn thì nguy cơ sẽ đổ lên đầu tộc Daigo. Trong khi đó ở phía Hiyakimaru, cậu đang chết chìm trong những âm thanh ngọt ngào của tiếng hát của Mio. Khi biết Hiyakimaru có thể nhìn thấy màu sắc của linh hồn, Mio đã cảm thấy hổ thẹn vì linh hồn dơ bẩn của mình. Nhưng với Hiyakimaru thì điều ấy không đáng bận tâm, vì linh hồn cô trong mắt cậu là một cái gì đó đẹp thuần khiết, đẹp như tiếng hát của cô vậy. Sau một ngày đi thám thính đường đi, lão sư Biwamaru đã tìm ra một nơi lánh nạn cho Mio và lũ trẻ khi chiến sự nổ ra. Tuy nhiên ở đó đang bị chiếm đoạt bởi một con quỷ thần. Ngay lập tức Hiyakimaru đứng dậy đi đến xử lý con quỷ. Biwamaru bám theo trợ chiến. Khi đến chỗ quỷ thần, tuy rằng cơ thể còn chưa sẵn sàng, nhưng Hiyakimaru vẫn lao đến quyết xử trí nó nhanh chóng, không để cho chàng trai trẻ độc chiến. Lão sư cũng lao vào support, tạo điều kiện cho Hiyakimaru tiếp cận ra đòn. Mỗi tội cú đó còn nông, chưa đủ hạ quỷ. Trước khi bỏ chạy, con quỷ còn ngoạm mất một chân của Hiyakimaru, khiến anh đau đớn thét thành tiếng. Sau một đêm làm việc, Mio trở về trong sự mệt mỏi và cơ thể có vài chỗ bầm. Nhưng khi biết Hiyakimaru đang bị thương, cô đã quên hết mệt mỏi mà dốc lòng chăm sóc cho cậu. Sau khi tỉnh lại, Hiyakimaru lại lên đồ đi tìm con quái vật, nhưng mà bị Mio ngăn lại. Tầm này thì chỉ có mỗi tiếng hát của Mio mới có thể giúp cho Hiyakimaru bình tâm trở lại mà thôi. Khi bài hát kết thúc, Hiyakimaru đưa tay lên để cảm nhận gương mặt người con gái.
Với Mio, tuy đây là bàn tay giả cứng đơ, nhưng nó lại ấm áp đến lạ thường. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Biwamaru có chút yên lòng mà có thể rời đi. Khi đi cùng Hiyakimaru đến chỗ quỷ, ông đã thấy sắc đỏ trong linh hồn anh. Nhưng khi bên Mio thì thứ đó đã biến mất. Có vẻ như Mio là liều thuốc để ngăn bản ngã quỷ trong Hiyakimaru. Để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với con quỷ bọ, Hiyakimaru đã tự làm cho mình một đôi chân giả mới, đồng thời tập luyện thường xuyên để quen dần. Tối hôm đó, tận dụng lúc mọi người đang ngủ say, Hiyakimaru đã mò đến chỗ con quỷ. Cuộc chiến của anh và con bọ quỷ đã diễn ra rất ác liệt. Con quỷ thêm một lần nữa muốn ngoạm chân anh, nhưng hông bé ơi tính cả rồi. Bên trong cái chân giả là một thanh kiếm. Tận dụng sơ hở của con quỷ, Hiyakimaru tung một đá tất sát tiễn vòng con quái. Dororo đã tìm đến chỗ của Hiyakimaru, nhờ đó mà cậu đã thoát khỏi họa sát thân. Đám quan binh khi phát hiện ra Mio có gian gian díu díu mập mờ với phe địch, đã đi theo cô về tận nhà để rồi phóng hỏa và sát hại cả Mio lẫn lũ trẻ. Khi tên đứng đầu định làm điều tương tự với Dororo, Hiyakimaru đã lao đến xin nhẹ một bên tay của hắn. Khi nhìn thấy linh hồn của Mio nhạt dần màu, Hiyakimaru như một con quái vật điên loạn không ngừng chém giết. Chàng kiếm sĩ đang bị ngọn lửa quỷ dữ nuốt chửng, không thể để đại huynh nhúng máu thêm nữa. Dororo lao đến kiểm chế anh lại, đồng thời cho anh mình xem di sản và ước mơ của Mio. Lúc này Hiyakimaru mới tỉnh táo trở lại, ôm Mio trong tay. Hiyakimaru run lên từng tiếng gọi tên cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nếm trải vị đau đớn đến như vậy. Sau khi thu xếp xong chỗ yên nghỉ cho mọi người, Hiyakimaru và Dororo lại tiếp tục hành trình. Với tiếng hát ngọt ngào còn vang vẳng trong tâm trí, chứng kiến sự điên cuồng của Hiyakimaru, cộng thêm những lời nói của lão sư trước lúc rời đi, khiến Dororo cảm thấy lo lắng. Để giúp đại huynh của mình vui vẻ hơn, Dororo đã cố làm mấy trò con bò để chọc Hiyakimaru cười, nhưng đều vô ích. Kể ra thời này mà có The Reviewer xem thì Hiyakimaru cười điên. Đùa ấy. Một lúc sau từ đâu đó văng vẳng tiếng người chim chuột. Dororo nghe thấy thì khó chịu lắm. Thích thì vào nhà nghỉ chứ ai chơi ngoài thiên nhiên này. Đột nhiên một túi hành lý rơi thẳng vào đúng chỗ Dororo. Ngước lên mới thấy đó là ổ của nhện quái. Hiyakimaru phát hiện tình hình, lập tức rút kiếm lao đến chiến với con quỷ. Sau một hồi giao chiến, thấy không địch nổi đối thủ, quỷ nhện liền phóng tơ khống chế Hiyakimaru lại, rồi đánh bài chuồn. Sau cuộc chiến với quỷ nhện, hai anh em đi đến một ngôi làng. Ở đây đang rộ lên tin tức về một tay chuyên bắt cóc người vào mỗi đêm. Người thấy mùi kiếm tiền và yêu quái, Dororo lập tức cùng Hiyakimaru lùng cho bằng được kẻ đó. Nhưng vụ này khó nhằn hơn họ nghĩ, đi mòn cả dép cả đêm mà vẫn chả thấy đứa bắt cóc lẫn yêu quái nào. Ở một diễn biến song song, quỷ nhện sau khi bị thương sau trận chiến đã hóa thân thành một cô gái và hiện đang được anh chàng Yajiro chăm sóc. Tuy từng có ý định hút hết sinh khí của anh chàng này, nhưng nhiều lần quỷ nhện đều không ra tay. À nhận ra khứa này khác với những tên đàn ông khác, thậm chí còn có tình cảm với chính Yajiro. Tuy nhiên việc thiếu sinh khí khiến ả nhện quái này ngày càng hốc hác. Trước tình hình đó, Yajiro liền đưa ả theo lối bí mật để ra ngoài tìm đại phu. Nhưng khi đi được nửa đường thì bị Dororo và Hiyakimaru chặn lại. Ngay khi nghe tiếng của ả, Dororo đã nhận ra ngay cô gái đối diện là yêu quái nhện. Tưởng như anh chàng sẽ quấn ra đài mà cút, thì Yajiro lại lấy thân mình che cho yêu quái, đồng thời thừa nhận bản thân chính là kẻ bắt cóc. Mục đích của anh là muốn cứu những dân phu khỏi sự bóc lột của đám quan quân mà thôi. Đúng lúc đó lũ samurai kéo tới, chúng muốn bắt Yajiro lại vì cái tội đưa người ra ngoài trái phép, khiến bãi mỏ thiếu nhân công. Ngay khi đám lính xông lên, nhện quái đã ra tay khống chế, rồi lao đến hút lấy hút để sinh khí, không chần chừ thêm nữa. Hiyakimaru lập tức tham chiến, biết sức mình có hạn nên ả nhện quái chỉ phun tơ khống chế đối thủ, rồi cùng Yajiro bỏ chạy. Sau khi thoát được một quãng xa, nhện quái bộc bạch câu chuyện của mình. Ả chưa từng lấy mạng một ai cả. Chỉ cần giữ được sự sống thì sinh lực sẽ dần hồi phục. Khi đó ả sẽ lại đến hút một lần nữa. 10 điểm chăn nuôi. Nghe đến đó Yajiro cũng cảm thấy yên tâm, rồi đưa nhện quái đến lối bí mật để ả chạy thoát. Nhưng nhện quái từ chối, ả muốn Yajiro đi cùng mới chịu. Thôi thì kiểu gì cũng hẹo, thà làm ma dưới chân người đẹp còn đỡ hơn làm quỷ dưới kiếm samurai. Nhưng họ chưa kịp rời đi thì lũ lính đã kéo đến tấn công. Yajiro bị trúng tên rồi ngã gục. Chứng kiến ân nhân bị hạ sát, nhện quái đã hết kiên nhẫn với đám này. Ả tóm lấy vài tên hút cho đã cái nừ sinh lực, rồi bật mốt quỷ nhện, không thể để cho ả lộng hành. Hiyakimaru ngăn ả ra tay thêm, rồi mới lao đến combat xin nhẹ vài cái chân. Ả yêu quái cũng không vừa, trả đòn khiến Hiyakimaru văng cả quãng. Lúc này Yajiro mới tỉnh lại, anh ta cầu xin Hiyakimaru hãy tha cho họ. Tuy là quỷ nhưng nhện quái lại chưa từng hại ai. Hiyakimaru cũng thấy màu linh hồn của nhện quái đã chuyển sang trắng, nên quyết định ngừng chiến và để họ đi. Ngày hôm sau hành trình của hai anh em lại tiếp tục. Khi Dororo tha mạng cho một con nhện, Hiyakimaru đã khẽ nở một nụ cười nhếch mép. Đó là tiếng cười đầu tiên của anh chàng. Có chuyện kể lại rằng tồn tại một đám mây đen tên là Nokosaregumo. Sự xuất hiện của nó gắn liền với tai họa. Chỉ có cách hiến tế một cô dâu cho nó thì mọi việc mới được êm xuôi. Dororo và Hiyakimaru không hề hay biết rằng nơi tiếp theo mà họ tới chính là nơi mà đám mây đó đang tác quai tác quái. Trên đường di chuyển, hai anh em bắt gặp một đám rước dâu. Tuy là hỷ sự nhưng mặt cả đoàn nhìn như tang sự. Điều đó đã va vào sự chú ý của Dororo. Ngay lúc ấy một cậu bé cosplay Husky xuất hiện, bắn cung về phía đoàn rước. Nhưng lệch, Dororo liền ngăn lại và nói lời phải trái. Đứa trẻ bảo Dororo né ra vì nó đang gấp. Cô dâu chính là chị gái của nó, và cô ấy đang bị đưa lên giàn hiến tế cho quỷ.
Nghe đến quỷ khiến cho Dororo hào hứng hẳn, bèn gạ hỏi thêm in tư từ khứa Husky, cậu bé tên Saru, cô dâu đang bị đưa đi là chị gái của cậu, thực ra là chị nuôi, do Saru mồ côi cha mẹ từ nhỏ. May mắn khi gặp được chị gái và được cô chăm sóc, nên khứa này phải làm gì đó trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Dororo bảo Teru cứ yên tâm, đồng thời PR chuyên gia săn quỷ Hiyakimaru để giúp cậu cứu chị. Tuy nhiên giúp thì vẫn giúp nhưng ơn thì vẫn phải trả. Thôi thì có ít tấm lòng, Saru đưa cho Dororo một đám tằm ăn vặt, nhưng trong đám đó lẫn một ít vàng. Saru nói mấy thứ này ngoài suối đầy, thích thì cứ ra mà nhặt. Thấy đây là vụ làm ăn béo, Dororo chốt kèo luôn. Sau khi hạ gục hai người canh chừng, Saru đến cứu chị gái nhưng cô từ chối bỏ đi vì đây là số phận của cô. Dororo và Hiyakimaru cũng đến nơi. Khứa léo méo bảo cô dâu cứ yên tâm, gì chứ quỷ thì đại huynh này cần tất. Vừa dứt câu thì Noko Saregumo đã đến. Hai người canh chừng bị nhai trước. Điều lạ là Hiyakimaru hoàn toàn bất động. Trong tầm nhìn của anh lúc này đang bị bao vây bởi một bức tường quỷ đỏ lòm. Có thể hiểu là Hiyakimaru đang bị mù thực sự. Chân thể của con quỷ xuất hiện tấn công Saru, nhưng chị cậu đã kịp thời đẩy ra, để rồi bị con quỷ tợp mất. Ác quỷ lần này là một con rết khổng lồ biết bay. Khi nó định tấn công đợt 2 thì một tia nước bắn lên làm lộ ánh sáng mặt trời, khiến cho con quỷ quay xe cút vội. Sau thất bại trong cuộc đụng độ đầu tiên, Hiyakimaru dường như đã rơi vào thế bất lực. Tuy Dororo vẫn quyết chí diệt quỷ, thế nên hai đứa trẻ phải tự lo. Dororo nhận ra đám mây đã bự hơn, cộng thêm các tảng đá bay tung tóe, đây là dấu hiệu cho việc con quỷ đã phát tướng. Không diệt nhanh thì coi như hết cách. Nhận thấy ánh sáng là điểm yếu của rết quái, Dororo đề xuất kế hoạch kéo nó ra khỏi đám mây. Hai đứa trẻ chốt kèo và bắt đầu triển khai. Ngày hôm sau, Dororo cải trang thành cô dâu để dụ rết quỷ. Mục đích là đưa nó đến một nơi được chuẩn bị sẵn, để Saru bắn cung tạo ra một vụ cháy nhấn chìm con quỷ trong biển lửa. Mỗi tội lớp giáp của nó lại quá cứng, khó có thể thiêu trực tiếp nó. Âm mưu thực sự của hai đứa trẻ là mượn khói ngọn lửa để xua mây, nhưng người tính không bằng quỷ tính, con rết quỷ lại tự sản sinh được mây, kế hoạch coi như đổ bể. Tuy nhiên vẫn còn ngôi sao hy vọng Hiyakimaru, anh liên tục ném đá lẫn bắn tên nhằm xác định vị trí rết quỷ. Khi quá trình đã xong, Hiyakimaru bắt đầu lao vào combat, chém đã trúng nhưng chưa đủ sâu, hậu quả là anh bị con quỷ phản công, hất văng ra xa. Nhận ra ý định của anh mình, Dororo lao vào con rết quỷ, bám vào rồi la hét để Hiyakimaru dễ phát hiện. Tuy nhiên con rết quẫy quá dữ khiến cho Dororo va chạm rồi lịm đi. Không thấy tiếng đứa em, Hiyakimaru liên tục hét lên để đánh động. May mà Dororo đã hồi tỉnh mà kịp thời ra tín hiệu vị trí mắt rết quỷ cho đại huynh. Nhờ đó mà Hiyakimaru đã xin một bên cửa sổ tâm hồn của nó. Con rết quỷ cứ thế lao ra ngoài mặt trời, nhưng nó vẫn phản kháng bằng phần đầu ở đuôi. Hiyakimaru giờ đây đã sáng mắt, anh lao vào mồm nó xẻ một đường dài. Con rết quỷ chính thức bị thanh tẩy. Hai anh em may mắn rơi xuống nước nên bình an vô sự. Sau cuộc chiến này, Hiyakimaru đã lấy được mũi và khiếu giác của mình. Chị gái Saru do chưa bị tiêu hóa nên cũng được cứu thoát. Thay lời cảm ơn và tạm biệt, cô ấy đã tặng cho họ một bông hoa với mùi hương dễ chịu. Hiyakimaru mê bông hoa ấy lắm, nhưng bất ngờ hơn là anh đã có lần đầu gọi tên Dororo. Điều ấy khiến cô cậu rất mừng. Việc Hiyakimaru liên tục hạ lũ quỷ thần đã làm giảm sự bảo hộ lên vùng đất Ishikawa. Hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến cây trồng. Hơn nữa những gia tộc xung quanh cũng dục dịch binh lực, khiến Kagemitsu càng thêm đau đầu. Ông ta đã đến địa ngục đường để nhờ lũ quỷ thần tìm cho ra đứa trẻ nguyền rủa. Xin là cho, đám quỷ cho ông ta thấy hành trình của Hiyakimaru. Trùng hợp là Hiyakimaru và Doro cũng đang tiến đến vùng đất của ông ta. Những hành tung kỳ lạ của phụ thân khiến cho Tahomaru nghi ngờ. Cậu liền hạ lệnh cho hai thuộc hạ thân tín đi điều tra. Sau khi tìm hiểu, họ đã bắt được một kẻ nhận lệnh từ lãnh chúa và dùng thuốc buộc hắn phải khai ra mọi thứ. Nhưng thứ mà Tahomaru nhận được chỉ là tin về đứa trẻ thất lạc và bà mụ. Còn mục đích phía sau thì tên kia thà chết chứ không nói. Hành động này càng khiến thiếu chủ tộc Daigo tò mò, nên đã mạnh dạn đến hỏi thẳng phụ thân. Dĩ nhiên là làm sao Kagemitsu nói cho con mình nghe về hành động xấu xa của mình được. Trước những uẩn khúc đó, Tahomaru càng cảm thấy khó chịu và cần một cái gì đó để xả. Trong lúc đi dạo ngoài chợ, Tahomaru thấy dân chúng đang báo cáo với quan binh về một xoáy nước chuyên ăn thịt người. Ngay lập tức, Tahomaru cùng binh lính lên đổ xem thực hư ra làm sao. Khi ra gần giữa hồ, mái chèo đột ngột kẹt cứng ngắt, mặt nước bắt đầu nổi sóng mạnh và con quái vật xuất hiện. Tahomaru ra lệnh cho tùy tùng dùng dây cố định thuyền lại để không bị hút vào chỗ con quỷ, không thể để cho con quái lộng hành thêm. Vị thiếu chủ rút gươm ra lao đến chỗ con quái và xin nó một càng. Con cua quái thấy thế mà hãi, bèn rút xuống nước đánh du kích phá thuyền. Trước tình hình đó, cả đoàn phải trồn lẹ, chứ mà rơi xuống thì thành mồi cho quỷ ngay. Tuy đã khiến cho con cua nhận thương tổn, nhưng việc chiến với nó ở hồ là việc bất khả thi. Một thân tín của Tahomaru gợi ý kế hoạch cảm tử, gắn bom nhảy thẳng vào mồm con quỷ. Nhưng vị thiếu chủ từ chối, vì làm thế khác nào chặt một tay của cậu. Khi nhìn địa thế của khu vực đó, một ý tưởng vụt lên trong đầu Tahomaru. Ngay ngày hôm sau, cậu cho dân phu đắp một con đập lớn nhằm chặn nước dẫn vào hồ. Thời gian làm việc gấp rút và nhanh chóng, chỉ trong một ngày đã hoàn thành thi công. Tờ mờ sáng, Tahomaru cho một thuyền nhỏ ra để dụ dỗ con quỷ đi vào trong hồ chứa, sau đó tiến hành rút cạn nước ở hồ, tạo một môi trường chiến đấu trên cạn. Tahomaru cùng hai tùy tùng lao lên combat. Dĩ nhiên con cua gặp bất lợi nên bị đánh trong một trận hội đồng không thể chống đỡ. Tuy nhiên nó sống đủ lâu để có chút trí thông minh. Nó liên tục quăng đá để phá cửa đập. Giờ thì từ thuận lợi thành bất lợi trong một nỗ lực cứu người. Một thân tín của Tahomaru đã bị con cua tóm lấy. Giữa lúc nguy nan, top 1 server diệt quỷ đã đến với hai đường chém chéo sắc lẹ. Hiyakimaru đã giải quyết xong con cua quỷ. Chứng kiến màn múa kiếm cực gắt đó,
sao? Tahomaru lấy làm kinh ngạc lắm, mà cậu không hề hay biết rằng kẻ đó chính là anh trai của mình. Số phận bắt đầu dịch chuyển đến chương hồi kịch tính của nó. Sau khi nhận được tiền thưởng từ việc diệt quỷ, Dororo dẫn Hiyakimaru đi xem kịch. Hay lắm nhóc con, đưa người mù đi xem cả kịch chôn anime. Bất ngờ hơn nữa là lão sư Biwamaru cũng xuất hiện ở đây. Mục đích mà ông đến đây là vì tò mò trước sự bảo hộ kỳ lạ cho miền đất này, cụ thể là nơi được đồn đại rằng đang cất giữ những con quỷ bởi nhà Daigo. Qua haki quan sát của mình, Biwamaru nhìn ra được bên trong Hiyakimaru đã có lửa quỷ trở lại. Ông nhắc rằng cậu thanh niên đã giết người, nên trước khi đi chỉ khuyên rằng Hiyakimaru nên cẩn thận thì hơn. Trong khi đó, hai thân tín của Tahomaru đã trình báo cho lãnh chúa biết về gã kiếm khách mù. Với những thông tin đó, Kagemitsu có thể chắc rằng đó là đứa trẻ bị nguyền rủa. Phu nhân biết tin thì đã cố sức ngăn chồng lại, nhưng đời nào ông ta nghe lọt tai. Thứ mà ông ta quan tâm đến nhất lúc này là sự thịnh vượng của vùng đất cai trị và cái đầu của đứa con cả. Trở lại với Dororo và Hiyakimaru, hai anh em đã đến khu vực biên giới lãnh thổ của hai tộc Daigo và Asakura. Theo lời đồn đại ở đây thì có một tấm tường gỗ lớn tên Banmon. Hàng đêm ở chỗ đó thường xuyên xuất hiện quỷ dữ nên chẳng ai dám lại gần. Hiyakimaru cũng cảm nhận được bên trong Banmon là một con quỷ rất mạnh. Giữa lúc đó có một cậu bé xuất hiện, khuyên cả hai nên né xa chỗ Banmon ra thì hơn, bởi bất cứ kẻ nào có dấu hiệu vượt biên đều sẽ bị quân đội của tộc Asakura thẳng tay hạ sát. Khứa này tên Sukeroku. Do cuộc chiến giữa hai gia tộc và Banmon nên cậu đã bị thất lạc với mẹ. Trong bữa ăn, Sukeroku đã kể hết hoàn cảnh của mình cho họ nghe. Tuy không thể giúp được người bạn này giết người vượt biên, nhưng họ có thể diệt quỷ với ngôi sao Hiyakimaru để giúp Sukeroku lẩn đi vào buổi tối. Ngay trong đêm đó, ác quỷ Banmon đã xuất hiện. Chúng hiện hình là những con hỏa hồ linh với số lượng đông nhưng được cái yếu. Hiyakimaru không thấy khó khăn mà diệt được, nhưng càng giết thì đám hỏa hồ linh kéo đến càng đông, khiến Hiyakimaru ít nhiều cũng khốn khó. Dororo cũng ra tay hỗ trợ với liên hoàn thạch. Nhân cơ hội đó, Sukemaru đã vội chạy sang biên giới. Hiyakimaru bảo Dororo hãy bám theo, còn mình sẽ ở lại giải quyết con quỷ trước một kẻ địch mạnh. Những hỏa hồ linh hợp thể thành một dạng cửu vĩ, quyết sống mái với Hiyakimaru. Thực lực của nó đã được nhân lên nhiều lần nên đã thành công khống chế được chàng kiếm mù. Nhưng Hiyakimaru thì không chịu thua, anh vùng được ra và chém được nó một nhát. Đúng lúc đó, lãnh chúa Kagemitsu xuất hiện để đuổi con quái đi. Hai cha con lần đầu đối diện, nhưng bầu không khí lại cực kỳ căng thẳng. Ở một diễn biến khác, Tahomaru sau khi nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ đã bắt đầu đi tìm hiểu sự tình về Hiyakimaru. Trong lúc đó, cậu đã gặp một người phụ nữ điên, liên tục nói về đứa trẻ nguyền rủa sẽ quay về hủy diệt Daigo. Trước sức ép của vị thiếu chủ, mụ đã tiết lộ về chuyện đứa trẻ bị quỷ cướp đi thể xác và nó đang trở lại để trả cả vốn lẫn lãi cho gia tộc Daigo. Thông qua tầm nhìn của mình, Hiyakimaru nhìn ra có ngọn lửa quỷ trong vị lãnh chúa, nhưng anh không biết rõ đó là thứ gì để làm cho ra nhẽ. Anh lao đến để hỏi trực tiếp, chứng kiến đứa con bị ruồng bỏ, Kagemitsu không ngần ngại hạ lệnh thủ tiêu. Nhưng với thực lực của đám lính ấy thì còn khuya mới hạ được Hiyakimaru. Bằng kỹ năng của mình, anh nhanh chóng thoát thân mà trốn vào trong rừng. Ở một diễn biến khác, Dororo và Sukemaru đã bị quân của Asakura bắt giữ. Sukemaru đã về làng của mình, nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. Cậu cho rằng mọi người đều đã bị sát hại, trong đó có cả mẹ mình, nên chẳng còn nghị lực để trốn thoát nữa. Trong lúc nói chuyện với một bạn tù, Dororo phát hiện ra khăn của ông ta có biểu tượng giống với chiếc túi Hiyakimaru mang bên mình. Đó chính là logo của gia tộc Daigo. Giữa lúc đó, Dororo phát hiện ra có một cái lỗ vừa khít cho một đứa trẻ, nhưng nó ở tít trên cao mà vách đá lại dốc, leo lên mà ngã thì có khi hỏng người. Dù thế nhưng Dororo lại rất bướng, sợ gì tầm này nữa, kiểu gì chả ngỏm nên cứ trách nhân phẩm xem sao. Chứng kiến sự quyết tâm của đứa bạn, Sukemaru cũng lấy lại được cảm hứng sống. Khi quan binh phát hiện hành động của Dororo, chúng tính lao đến tóm lại nhưng đã bị Sukemaru cùng những tù nhân khác chặn lại. Nhờ đó mà Dororo đã vượt ngục thành công. Trở lại với cuộc điều tra của Tahomaru, lần này cậu đến hỏi thẳng thân mẫu về mọi chuyện. Nếu đứa con trai đã tò mò đến thế thì bà sẽ kể. Khi nghe xong sự thật, Tahomaru cảm thấy căm phẫn trước hành động đáng ghê tởm của đấng sinh thành. Lúc này Kagemitsu bước vào, khẳng định hành động của mình là đứng đắn để giúp cho vùng đất này bước ra khỏi địa ngục. Nhưng tất cả đều hiểu rằng mục đích thực sự của tên lãnh chúa là duy trì vị thế cai trị của bản thân. Trong lúc cuộc tranh cãi đang diễn ra, Hiyakimaru đã xuất hiện. Gia đình lần đầu được hội họp, nhưng ánh mắt trao nhau lại chẳng mấy thiện cảm. Đám lính canh thấy có kẻ đột nhập, liền lập tức bao vây tấn công cậu. Tiện đã gặp, lãnh chúa ra lệnh truy sát đứa con cả của mình, phải lấy bằng được đầu của nó về. Cả Tahomaru lẫn phu nhân đều có lời ngăn cản, nhưng Kagemitsu khiến họ câm nín bằng cách nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh chúa với vùng đất này, đồng thời bảo Tahomaru nếu thực sự muốn cứu anh trai thì hãy đến địa ngục đường mà phá vỡ giao kèo với quỷ, khi đó miền đất này sẽ trở về với hoang tàn. Trong khi đó, tại nơi thờ của quỷ, lão sư Biwamaru nhận ra nơi đây không hề đơn giản. Nơi đây chỉ nhốt duy nhất một con, nhưng được bao lâu thì chẳng rõ. Với thực lực của ông thì vấn đề này nằm ngoài khả năng xử lý. Sau khi ông rời đi, Tahomaru đã mò đến địa ngục đường. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, khiến tất cả bị hất văng ra ngoài. Chứng kiến quyền năng của đám quỷ, Tahomaru bắt đầu nghĩ đến những lời nói của cha, và có lẽ là ông đã đúng. Trở lại với tình hình của cặp main, Dororo đã tìm ra Hiyakimaru và dẫn đường cho anh đến cứu Sukeroku. Trên đường đi, Dororo đã kể cho Hiyakimaru về những gì mình thấy. Gia tộc Daigo chắc chắn là gia đình của anh, nhưng thôi nhận thân, họ phải khẩn trương đến cứu người cái đã. Nhưng họ đã đến chậm một bước, toàn bộ tù nhân đã bị lùa đến bức tường Banmon để xử tử. Sukeroku may mắn thoát nạn, nhưng tình hình xung quanh không đảm bảo cậu sẽ toàn mạng, bởi cuộc chiến giữa hai gia tộc Daigo và Asakura đã bắt đầu.
Giữa lúc chiến trận đang ban căng thì quỷ ở ban mon xuất hiện, sơi ít mạng ở hai bên. Hiyakimaru cũng đuổi đến tận nơi và thêm lần nữa đối mặt với người cha tàn ác của mình. Trong quân của phe Daigo có tên đã sát hại Mio. Khi cảm nhận được hắn, cơn điên của Hiyakimaru trỗi dậy. May mà có Dororo can ngăn, nếu không là to chuyện. Lúc này Tahomaru cũng xuất hiện, thừa nhận thân thế của Hiyakimaru. Tuy nhiên cậu ta mong anh nên từ bỏ việc tìm lại bản thân để cho vùng đất này có thể được yên ổn. Vừa dứt lời, khứa này xuống ngựa, rút kiếm, lao thẳng về phía anh trai để bắt đầu cuộc chiến định mệnh giữa hai người. Dororo cũng nhân lúc ấy sang cứu Sukemaru. Chưa kịp tháo dây thì con quỷ đã lao tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hiyakimaru đã kịp xuất hiện chiến đấu, khiến nó bị hút vào trong tấm tường gỗ. Mẫu thân của Hiyakimaru lúc này bất ngờ xuất hiện. Bà cầu xin đứa con cả tha thứ vì đã không thể bảo vệ cho anh, còn hiện tại cũng chẳng thể nào cứu anh. Ngay sau đó, bà rút dao tự xiên mình để hiến tế cho quỷ dữ. Bức tường ban mon sinh biến mà đổ sập, khiến các phe xung quanh phải rút lui. Con quỷ trong đó cũng bị tiêu diệt. Sau khi mọi thứ kết thúc, Sukeroku đã được đoàn tụ với mẹ. Cuộc hành trình của hai huynh đệ lại tiếp tục, bắt đầu một hành trình mới, đối chọi lại với không chỉ quỷ mà còn cả những người thân nữa. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới? Tất cả sẽ có trong Dororo phần 2. Còn bây giờ thì tôi còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.